chúng ta là thường thỏ thịt chúng ta chỉ nuôi trong khoảng 3 tháng. Sau khi 3 tháng thì chúng ta tốt nhất là không nên nuôi nữa, bởi vì sự phát triển tăng trọng của nó tỷ lệ nghịch với khẩu phần ăn, cái lượng thức ăn của nó. Vệ sinh chuồng trại. Vệ sinh chuồng trại là một trong những phương pháp phòng bệnh hiệu quả cho thỏ. Vệ sinh chuồng nuôi là công việc hàng ngày, cần loại bỏ toàn bộ thức ăn thừa bị ôi thiêu, vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ. Để giảm ô nhiễm do sản phẩm bài tiết của thỏ, dưới mỗi ô lồng bà con có thể rải một lớp mùn xơ dừa, sau 3 đến 5 ngày thay một lần. Phân thỏ và mùn xơ dừa dùng làm phân bón rất tốt cho cây. Mỗi tháng cần phun thuốc sát trùng CH4 một lần. Kết hợp nuôi thỏ với bọ cùng là với chuột là một mô hình chăn nuôi rất hiệu quả. Bọ ăn những thức ăn thừa của thỏ, tránh mất vệ sinh và lãng phí. Đặc biệt, chuột và bọ là hai con đối địch. Khi nuôi bọ, bọ sẽ ngăn cản chuột phát triển trong chuồng, ăn mất thức ăn và cắn thỏ. Bọ còn tập cho thỏ ăn thức ăn khô khi chuẩn bị cai sữa, tách khỏi mẹ. Phòng và trị bệnh. Thỏ là vật nuôi rất mẫn cảm với môi trường. Bà con cần tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh là chính: tiêm phòng vaccine, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, chăm sóc tốt, tăng sức đề kháng cho thỏ. Khi thỏ đã mắc bệnh thì việc chữa bệnh không mang lại hiệu quả cao. Trong chăn nuôi thì hiện nay có một số bệnh phổ biến, ví dụ như là bệnh sinh bệnh tiêu chảy, bệnh dã, rồi bệnh xuất huyết hay còn gọi là bệnh bại huyết, cầu trơn, tụ huyết trơn, vân vân. Nhưng thường xảy ra đối với nhân hộ, nếu như chúng ta tận dụng chăn nuôi tận dụng là những thức ăn thực phẩm nhiều hoặc là những cái rau xanh thì thường xảy ra nhất đó là bệnh tiêu chảy. Cái vấn đề thứ hai, nếu điều kiện chăn nuôi vệ sinh mình kém thì sẽ xảy ra vấn đề là bệnh dã nếu người ta không biết cách phòng trị. Vấn đề thứ ba, nếu như bệnh xuất huyết thì hiện nay chăn nuôi thỏ đã có vaccine phòng trị, cho nên vấn đề này mình có thể can thiệp tốt trong vấn đề phòng bệnh. Thì đối với bệnh thứ nhất đó là bệnh sinh bệnh tiêu chảy thì bà con cần chú ý vấn đề là rau xanh đặc biệt phải cần thật sạch và đảm bảo vấn đề là rau phải được qua xử lý là làm giảm hàm lượng nước xuống trước khi cho thỏ ăn. Ví dụ như chúng ta có thể cắt vào buổi sáng và để tới chiều mới sử dụng thức ăn xanh. Rồi vấn đề những rau cải chúng ta tận dụng lấy từ chợ thì chúng ta phải đảm bảo là rửa thật sạch, đồng thời phải chắc chắn rằng là không bị những cái rau cải tồn dư cái chất thuốc trừ sâu, những thuốc hóa học. Còn về vấn đề bệnh dã thì hiện nay đã có những cái loại thuốc mà có thể điều trị cũng như phòng rất tốt, ví dụ như ivermectin hoặc là bidermectin. Thì bà con mình trong chăn nuôi chú ý là cứ 3 tháng sẽ chích ngừa để phòng. Và như vậy đối với thỏ nái thì cứ cách 3 tháng chúng ta chích. Và như vậy đàn thỏ con trong tháng đầu tiên chúng ta không cần chích nữa, bởi vì thỏ con đã được truyền kháng thể từ thỏ mẹ. Và đối với thỏ con thì sau 1 tháng đầu tiên qua tháng thứ 2 thì chúng ta có thể bắt đầu thực hiện cái quy trình là phòng bệnh dã cho thỏ con. Một số điểm cần lưu ý bà con nông dân: cần cho thỏ ăn vào các giờ cố định để tạo phản xạ, tăng khả năng tiêu hóa thức ăn và hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng. Cần đa dạng hóa các loại thức ăn, tuy nhiên không nên thay đổi các loại thức ăn quá đột ngột gây rối loạn tiêu hóa, thỏ dễ bị tiêu chảy. Thỏ có mật độ sinh sản dày, khả năng phát triển thành đàn nhanh nên công tác quản lý giống vô cùng quan trọng, tránh hiện tượng đồng huyết. Nếu xảy ra hiện tượng này sẽ gây thiệt hại kinh tế lớn. Cái trường hợp đồng huyết nó sinh ra một cái tai hại về mặt kinh tế rất là lớn. Ví dụ như khi cái hiện tượng đồng huyết xảy ra, khi con mẹ đẻ ra con con thì con nó lại còi cọc không lớn và nó sẽ chết trong 1-2 tuần đầu tiên. Thì lúc đó chúng ta lại tổn thất về mặt chăn nuôi á, thứ nhất là không có thỏ để bán, cái thứ hai á là tốn thức ăn, tốn công chăm sóc mà lại không có một cái kết quả gì hết. Thì đó là một cái thiệt hại rất là lớn về mặt chăn nuôi. Trong thời điểm nguy cơ dịch cúm gia cầm vẫn còn đe dọa, thỏ là một trong những vật nuôi có thể thay thế.
với chi phí đầu tư không cao, dễ chăm sóc. Chăn nuôi thỏ là một mô hình mà bà con có thể lựa chọn để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện nay thì gia đình thu nhập sống cũng nhờ con thỏ này. Sau con chim được câu thì con thỏ này là bây giờ gia đình nó là có 3 người, trong đó tôi, vợ tôi và con tôi nuôi được khoảng 600 con thỏ hiện nay. Thì con thỏ đó bây giờ thu hoạch đó là hàng tháng tôi bỏ được cái một nhà hàng là 1-2 quán ăn. Mỗi 3 tháng tiêu thụ từ 10kg đến 20kg một ngày. Và giá vỏ là 30 đến 35 ngàn đồng một ký. Còn sau đó thì tôi còn hàng tháng thì mình bán ra được những cái con giống con đó, cho bà con chăn nuôi lân cận này để làm cái vệ tinh cho tôi. Thì mỗi tháng từ 300 đến 400 con thỏ con với sức trường. Mỗi con giá là 25 ngàn đồng. Hy vọng rằng với chuẩn bị chăn nuôi thỏ này, chúng ta sẽ giúp cho một số hộ chăn nuôi gia cầm và các hộ chăn nuôi có thêm thu nhập, xác định được chăn nuôi hiệu quả.